Chào các bạn, mình là Hà đến từ Enjoy English. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luyện phát âm trên Enjoy app. Đầu tiên, bạn chọn một video theo chủ đề bạn yêu thích và trình độ phù hợp với bạn. Ví dụ, mình rất thích xem TV series thì mình sẽ chọn chủ đề TV series. Trình độ hiện tại của mình là High or Intermediate thì app sẽ gợi ý cho mình 261 video. Tiếp theo, mình chọn một video trong series How I Met Your Mother mà mình rất thích để luyện tập. Bước 2, xem video. Nếu gặp từ mới hoặc từ bạn không biết phát âm, bạn chỉ cần chạm vào từ, Joy sẽ giúp bạn tra được phiên âm của từ. Bạn click vào biểu tượng loa để nghe phát âm của từ và từng âm tiết trong từ. Đừng quên lưu từ đó lại để luyện phát âm với các game của Joy. Bước 3, thực hành nói. Sau khi lưu 3 từ mới từ video, bạn có thể thực hành ngay để game speaking. Đầu tiên, bạn nghe lại lời thoại từ nhân vật, sau đó chọn Start to Speak để nói. App sẽ chấm điểm và chỉ ra những lỗi sai trong phát âm của bạn. Chữ màu xanh có nghĩa là bạn đã nói chính xác, màu vàng là gần đúng và màu đỏ có nghĩa là bạn phát âm sai tất cả các âm của từ. Ngoài ra, bạn có thể nghe lại phần nói của mình. Nếu chưa ưng ý, hãy thực hành nói lại cho đến khi đạt 100% bạn nhé. No, you are too old to be scared to open the bottle of champagne. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách luyện phát âm với Enjoy app ở trên điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập website Enjoy Go hoặc cài đặt Enjoy extension ở trên máy tính để luyện phát âm. Comment cho mình biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và đừng quên subscribe YouTube channel của mình.